và chúng thì rất là thân thiện. Ôi chúng nhã. Anh cho nên mình cũng biết giao tiếp như nào, chắc có lẽ là giao tiếp bằng ngôn ngữ phụ huynh. Ngay lúc này thì mình dự định kết thúc video clip tại đây. Nhưng mà một cái hình ảnh khá là thú vị tại ngay chụp và bên này tại thủ đô Phnom Penh, đó là hình ảnh một cái con chim xuất hiện ngay tại ngôi chùa này. Và mọi người thấy đây là con chim. It's okay. No, it's just for us. It's just for us. Oh, but it's so funny. Yeah. Oh, you heard. Don't get aggressive because heard. This beak will kill me. It will kill us. Oh, but it's so beautiful. Oh my goodness, that one's so happy. Cái bạn này hỏi là nó có cắn mình hay không. Chúng mọi người. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị, ngay tại chùa Wat Pen hay còn gọi là chùa Bảo Bên, ngay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Thì ở trong cái khuôn viên này có khá nhiều điều thú vị, và đặc biệt thú vị cái thứ nhất là cái thú vị về các con vật ở đây, và điển hình là cái con chim thuộc họ Phượng Hoàng ngoài sau lưng bùi hồ đây. Và thứ hai, cái thú vị thứ hai là về ẩm thực ăn uống ở đây khá là lạ. Và một tí xíu nữa đây thì mình sẽ review cho các bạn xem nha. Và hình ảnh sau lưng đây là một cái con chim, mình nhìn nó mình sợ lắm. Cái con chim này là thuộc họ chim Phượng Hoàng. Hình ảnh của nó thì nó khá là đẹp, một cái mỏ dài nè, và một cái màu ở trên đó nó ốp luôn cả cái mỏ, và mắt thì màu đỏ. Trọng lượng của con chim này đó thì nó tầm khoảng 4-5 kg. Và ở trong cái khuôn viên ngôi chùa này thì nó có khá là nhiều loài chim giống như thế này, ước chừng thì khoảng 4-50 con, và chúng thì rất là thân thiện. Ôi chúng nhã. Nhảy, nó ăn cái hộp gì á? Vàng, kim cương. Chịu đó rồi. Mọi người, nó mới ngã từ trong miệng nó ra nè. Không lẽ là chim cho ngọc? Dạ, đúng rồi. Chim nhã ngọc nè, nó mới ăn cái hộp gì á? Nở ra gà luôn trời. Con chim này nó mới nhả ra một cái hộp gì từ cái miệng của nó. Mình thấy nó bay ngang, nó giống như là nó tấn công mình vậy. Cái hộp đó. Đấu giá cái hộp này từ con chim này nha, chắc mình sẽ đem về luôn. Khán giả nào có nhu cầu mà đấu giá cái hộp này, để đây đi. Nó vẫn còn nước bọt của con chim. Hay là nó ối ra. Ối ra hả? Theo em thì em đấu giá cái hộp này là nhiêu? Hộp này nếu mà em bán chắc phải 7 tỷ. 7 tỷ. Bảy tỷ mua bán. Rồi vậy là em mua 5 tỷ đi, em bán 7 tỷ. Không, vậy khi nào anh thu về 5 tỷ đúng không? Bây giờ đưa em bán đã, em trả 5 tỷ với 2 tỷ. Một con chim thứ hai đó là con chim ở trên này nè. Kia đó một con nữa mọi người, 2 con 3 con 4 con, 5 con và nó cứ đậu khắp nơi ở chỗ này. Cái con chim này trước đây ở trên mạng Facebook có một cái hình ảnh về con chim này, thì lúc đó này ngay tình hình đại dịch đó thì hình ảnh con chim này xuất hiện, nó gây ra một số nguồn dư luận trái chiều, mang một cái hơi hướng nào đó tâm linh, mê tín. Và hôm nay mình muốn review cho mọi người biết là cái con chim này ở đây nó rất là nhiều, chứ nó không phải là giống như chim trời chim gì đó đâu. Nè đó nè mọi người, cái miệng nó rất là bự luôn. Đây được 2 con, con này mà nhả viên ngọc nó ra là ngon luôn á. Nó biết giỡn á. Chắc có lẽ ngay chỗ cái bàn thờ tượng Phật Di Lặc á, là người ta hay cúng đồ ăn, cho nên là nó hay đến đây nó tìm đồ ăn. Thì không thấy thì nó lật những cái pho tượng để thử có gì trong đó hay không. Có thể là nãy giờ thấy nó kỹ cái thùng rác nữa nè, nên người ta họ che chắn thùng rác rất kỹ nha. Tụi nó dành đồ ăn với nhau rồi. Ôi con nó mổ á. Thật ra thì khi mà mình nó nhìn mình đó, nó đưa cái mỏ ngang mình thấy nó hung dữ lắm. Và mọi người có thể thấy là cái chích của nó ở dưới cái phần cổ, nó có một cái hầu rất là lớn. Và cái hầu đó chắc có lẽ là nơi để lưu giữ thức ăn. Và chẳng hạn như là cái hộp lúc nãy á mình... Ê, đừng nó phá thực thật. Ôi chân. Ê.
đau lắm đó Nhân. Anh làm cái mỏ nữa cho nó đi. Con chim này chắc chắc còn nhỏ nè, con chim kia cái màu nè, cái mồng nó bự hơn kìa. Dạng ghê không? Nó dạng hơn cả con người đó, có nghĩa là bây giờ con người nhắc cái con chim. Em có thể đụng được mình đó không Nhân? Cẩn thận đôi mắt của mình đó. Hình như nó có điểm mù cho nên là khi mà nhìn mình nó phải ngửa cái đầu đi. Rồi đất dạng ha. Chắc có lẽ mình lấy một ít đồ ăn nên vừa mua ít cơm á cho nó ăn anh Hồi. Đi xíu đi. Ở Campuchia thì nổi tiếng về khô, thì bây giờ thì mình mua thử nha. Hello sir. Chị gái này là người Khmer thì cũng không biết tiếng Anh cho nên mình cũng biết giao tiếp như nào, chắc có lẽ là giao tiếp bằng ngôn ngữ khẩu hình. Ở Campuchia thì người ta thích ăn khô lắm. Và này là bai, bai có nghĩa là cơm. Bai, ăn cơm á, ở đây dùng là khin bai. Bai so. Bai so, ăn cơm. Và ở đây thì cơm nè. Khô bò. Sko là khô bò. Sipmuan là gà. Thầy chùm hoi à nâng. Thầy chùm hoi nâng. Là cá. Thầy chùm hoi. Cá. Ở đây là cá lóc này đúng không? Thầy nghiết. Cá lóc. Cá trê. Này con cá trê. Cá triền. Và cá mè dinh. Đây khô cá lóc và ở bên đây có cả cá tre hay cá ba sai vậy. Ở giữa thì có một tí gỏi xoài. Gỏi xoài. Và mình đặc biệt đó nha mọi người, trên cái tờ tiền ria của người Campuchia thì biểu tượng của tờ tiền ria là những con hình cong cong này. Đó là thể hiện con cá tre. Và nó cũng là biểu tượng của cái đền thờ Angkor Wat. Đó mọi người thấy không? Và trên cái quốc kỳ của Campuchia thì cũng đền thờ Angkor Wat thì có những cái sọc hình dáng của những cái sọc con cá tre như thế này. Cá này thì người Campuchia họ xông khối làm ăn nướng nó ăn cực kỳ ngon. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì người ta vẫn chưa làm được cái công nghệ xông khối như vậy. Cảm giác ăn không ngon bằng ở Campuchia. Chắc có lẽ mình sẽ hỏi cô thử giá rồi mua thử ha. This one. Lấy một cái này. Anh ăn hồ ăn cái gì? Cá trèn đi cho dễ ăn. Cá trèn. Ok. Rồi cái nào nữa? Cá này không ơi, cá này nè. Cái này. Hay là ăn bò ta? Bò đi. Anh này ha. Hai sâu. Một sâu đó. Một sâu, nếu một sâu okay. Cá là được rồi. Rồi. Mình như sẽ một cơm. Okay. Một túi cơm đây ha. Và mình sẽ ăn thử. Không biết là giá bao nhiêu nữa. Khó giao tiếp quá. How much? How much? Balpuan. Balpuan. Giờ bay mà ăn giờ bay mua pi. Bay. Bay mua pi. How much? Bay mà pô ăn. Bay là ba hả? Bay mà pô ăn. Lấy tiền ra đi, lấy tiền. Bay 4 đô. Mui bay. Mui pi bay. Buôn bay. Bay. Mui pi. Anh ấy. Buôn là 4.000 ria. Anh ấy. 4.000 tiền Việt. Bay. Là 3. Anh ấy mà pô ăn. Buôn. How much? Mà pô ăn này. Như pi á. Pi. Mui bay pi là 3.000 ria. Thông tin với mọi người, một bên thì nói tiếng Anh, còn một bên thì nói tiếng Campuchia. Thật ra thì cũng không ai hiểu ai đâu. Những ngày tụi mình ở Campuchia, hôm nay là ngày thứ 3. Gọi như là mỗi lần mà nhắc tới tiền á, là rối rọn tiền đình luôn. Tại vì bên Campuchia mọi người hình dung như thế này nè. Từ tiền người ta sử dụng rất là nhiều loại tiền. Gồm tiền đô cũng được, tiền ria cũng được. Tuy nhiên thì ở Campuchia thì không sử dụng tờ 2 đô la. Không dùng nha. Cũng chia sẻ thêm với mọi người là đối với người Campuchia, người Việt mình á là 2 đô là sự may mắn. Nhưng mà đối với người Campuchia thì 2 đô là sự xui xẻo. Bởi vì khi mà mọi người có thể lật ra phía xa ra thì ở phía tờ 2 đô này nè là những cái hình giống như cái đầu lâu sọ người vậy. Và nó khơi gợi lại một ký ức đau thương của người dân Campuchia. Đó là nạn diệt chủng Pol Pot. Thì bây giờ như này, mình thử cô đi, nãy giờ cô hết bao nhiêu ria ta?
3.000, 4.000 và 4.000 nữa. Như vậy là 11.000 ria ha. 11.000 ria tương đương với khoảng hơn 3 đô la, gần 2,5 đô. Thì bây giờ mình đưa cho cô 2 đô thử cô lấy không nha. Cô không có tiền thối. Ừ, giờ không biết sao luôn anh, để cho cô tự lấy em đi. Em lấy tiền ghia đưa ra. Tiền ghia. Này là tờ này là quá nhỏ đi, không được. Giờ sao ta? Ở đó có tiền. Ở trong túi anh có 1.000 nè. 10.000 nè. 1,2 nè. 3,4 nè. Là được một hộp cơm rồi. 4 con dạ cho mơ dạ dạ. Dạ. Khém. Có muối. Thôi. Cô lấy là 1 ngàn. Khém. Muối. 1 đô. Bà đó, cũng vậy, cũng buồn. Ồ. Ừ. Cái này bây giờ là kiểm tra lại. Tổng cộng hết nè. Sorry. Để 1 đô. 2 3 4 5 6. 1 đô và 6.000 ria. À. Là 10.000 ria. Là 10.000 ria. Cái này mình ăn sao ta? Dù cô chỉ thử. Này là mình thấy ở bên Cam á, người ta ăn là người ta hay dắt hả? Bột nhám. Do tròn như vậy nè. Đó. Và ví dụ như mọi người muốn ăn á thì có thể là ăn miếng cá vô. Kẹp vô như vậy. Và một miếng xoài gỏi, một miếng gỏi nữa. Ừ. Nhưng mà đây một cái phần ăn cơm của người Campuchia thì gần như là người ta hay ăn cơm vắt như thế này nè, vo tròn lại và thưởng thức. Này có tẩm ướp gia vị rồi. Mặn. Cơm mặn hả? Ừ. Phun. Một chút cá này thì mình nghĩ là với khúc cơm như này thì khoảng như vậy là vừa. Tại vì nãy mình vừa mới ăn một miếng cá nó mặn quá. Thôi anh Hồ, thưởng thức không? Ở Campuchia thì cái việc mà ăn cơm nấm là một cái công việc khá là phổ biến. Ở đây thì mua hết các phần cơm và cá như thế này thì tổng cộng là 10.000 ria thì tương ứng với khoảng 56.000 tiền Việt Nam. Nãy Phong ăn thì anh nhìn anh thấy cũng thèm quá. Cơm này là cơm nấm ha. Một ít cơm nó khoảng nửa chén gạo vậy. Và mình sẽ ăn kèm với lại khô bò với xoài. Khô bò ngon không? Em chưa thưởng thức nữa, thưởng thức thử đi. Cứng à, người ta có ngào. Ở đây đường nó này. Ngào đường và tẩm một ít ớt. Khô bò một nắng. Một số quốc gia như là Campuchia, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Pakistan và một số nước thuộc khu vực Trung Đông thì người ta ăn thì không có cái thói quen dùng muỗng đũa mà dùng trực tiếp bằng tay. Cái điều này thể hiện cái sự trân trọng về thực phẩm. Lúc nãy thì trước khi ăn thì mình cũng đã có rửa tay xong rồi. Và mình sẽ thưởng thức nha. Mời mọi người với món cơm Campuchia. Khô bò thì thơm và không mặn, có vị cay cay kết hợp với vị chua của xoài á. Và cơm ngon lắm. Nhưng mà không tin với mọi người á, không quen thì ta cũng khó. Con chim á là sao nó cũng dành ăn. Ở đây thì mình mua mấy anh em ăn thử rồi, còn nhiều một ít thực phẩm thì mình cho mấy con chim ăn. Chim này là chim phượng hoàng và có kích thước thậm chí là lên đến mười mấy ký. Và nó còn to hơn cả có những con trưởng thành này to bằng cả một cái em bé 10 tuổi. Và anh kia thì anh đang đùa với chim, nó khá là mạnh dạn. Bây giờ đem lại cho nó ăn ha. Mình để lên nắp đây nè, cho dễ đi. Đó, đó, sợ quá, sợ quá. Ăn đi chim. Ăn đi chim. Trời, nó làm mình đang chay hả ta? Lấy túi ni lông ra. Lấy túi ni lông ra. Lấy túi ni lông ra. Nó nuốt cái nó ăn vô bao tử nó.
từ từ nghe chim. Hình như nó không ăn cháy, nó không ăn mặn anh ơi. Không ăn... Chim này là chim ăn trái cây. Trái cây. Cất cái khô đi, cất cái khô đi. Đây xoài đây hả? Nghĩ đây. Ui. Làm nguyên cục luôn. Đây là một ít cơm tụi mình có mua nè. Ui, 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 ui. Mình còn một ít cơm nữa. Rồi mình sẽ chia ra cho tụi nó ăn ha. Và chắc có lẽ là mấy con này nó sợ nè. Mấy con trên đây nó sợ. Mình sẽ để đâu cho một bài xí. Ồ, này rất khó nha. Không, không. Nó bay đi rồi. Tại cái mỏ nó bự. Nên nó gấp đồ ăn là nó phải nguyên một cục tròn nó mới ăn được thôi. Và cơm mà mình phải dắt vo lại. Chị gái bán cơm mới xuống chùa kìa, lên chùa bán cái thô. Mình phải vo lại một cục như thế này nó mới nó. Cho anh một tí nước nha. Cho anh một tí nước. Không, anh như vậy hơi khó anh. Nó rồi nó bể cơm hết à. Ở nguyên cục anh nó dễ hơn. Đấy, ngay đường đi thì tội quá. Có kinh nghiệm mà bỏ cho cái bọc như thế này phụ tròn cục cơm ra. Nó kẹt cái thùng rác để kiếm đồ ăn nữa kia. À, nó đói quá đó. Đang là nó phải niễn cái đầu nó xuống vậy nè. Để đây cục. Ở nó truyền cho con này ăn luôn kìa. Ừ. Nè. Rồi. Hôm nay nó được một bữa no nê luôn. Nè, nè, ăn đi, ăn đi. Mua có 2 đô thôi. Tụi mình được rất là nhiều cơm. Và chia lại cho mấy con phượng hoàng. Nó ăn cả xoài nữa kìa, sầu chua. Chim này là chim ăn chay. Dành ăn hả mày? Rồi, chắc có lẽ anh Hồ cũng đã cho đoạn khá là nhiều rồi. Và tụi mình cũng xin phép kết thúc đoạn clip tại đây. Rồi con kia cũng đã ban chúa kìa. Nhân ơi. Và sau một thời gian thì cho tụi nó ăn thì tụi nó tập trung ở đây gần cỡ chục con chim. Và với những cái màu sắc khác nhau và kích cỡ khác nhau, có con bự, những con nhỏ, và cái con trọng lượng lớn nhất thì nó khoảng là 5-6 kg gì đó. Thành thù của nó thì rất là đẹp. Mong video clip này sẽ mang cho đến mọi người một điều gì đó hay và ý nghĩa trong khuôn viên chùa Wat Pom hay chùa Bà Bên tại Hương Đông Bên, Campuchia. Xin chào và hẹn gặp lại. Ôi nó bay luôn, vô địa phong anh vậy. Nhìn cái cổ mà. Mấy con chim đá nhau luôn. Đá nhau hay giỡn nhau? Ồ cái mỏ nó cứng lắm á, chắc sừng cứng lắm á. Mỗi khi nó ăn là nó nghiêng cái mỏ lắm.